Rồi, lời đầu tiên thì để không mất thời gian chờ đợi của quý vị, vào trước vào sau thì mình chia sẻ một vài thông tin liên quan đến những vấn đề quanh câu chuyện của vụ án Tịnh Thất Bồng Lai. Trong nội dung bài viết hôm nay, chúng ta cùng nhau chia sẻ và tìm hiểu về việc mà bản án khởi tố tội lợi dụng lừa đảo trục lợi đối với vụ án Tịnh Thất Bồng Lai sắp diễn ra như thế nào, và thông tin truy tìm bị hại về việc tố cáo liên quan đến cái đơn khởi tố tội lợi dụng này cũng đã sắp hết hạn rồi các bạn. Hôm nay thì là ngày mùng 4 tháng 1 rồi. Sau khi cơ quan chức năng đăng tải thông tin truy tìm ai là bị hại trong việc được cho là Tịnh Thất Bồng Lai lợi dụng trẻ mồ côi để trục lợi, và vụ án được khởi tố vụ án là tội lợi dụng để lừa đảo trục lợi tài sản, chứ chưa có khởi tố bị can nha các bạn. Theo nhiều nguồn tin cũng được cập nhật từ mạng xã hội, rồi nhiều nguồn tin chia sẻ từ các cơ quan chức năng, thì họ cho rằng vụ lợi dụng lừa đảo trục lợi tài sản của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã có bị hại. Nhưng sau khi họ đăng tải thông tin thì có rất nhiều người đứng ra để nhận là bị hại trong vụ việc vừa qua. Và liên quan đến việc mà truy tìm bị hại này, chúng ta có thể thấy rất nhiều các cái diễn biến mà có thể sắp tới. Nếu như thực sự vụ án này đưa ra khởi tố thì chúng ta có thể nhận thấy rất nhiều các cái vấn đề ở nơi đây. Những người đứng ra nhân danh và tự xưng mình là bị hại có thể xảy ra hai điều. Một, anh bị hại với mục đích là cho tiền, trao tặng tiền cho những thành viên trong Tịnh Thất Bồng Lai. Mục đích là gì? Hay mục đích của anh là cố tình cho tiền, tặng tiền để đưa người ta vướng vào vòng lao lý. Có thể từ bị hại mà anh có thể trở thành là nạn nhân, là bị can, bị cáo trong vụ án này, nếu như cơ quan chức năng chưa tìm ra cái manh mối bằng chứng thực sự là những thành viên, những người trong thuyền am này về tội lừa đảo để trục lợi tài sản bởi những trẻ mồ côi này. Khi chưa có kết quả ADN thực tế thì những người đứng ra tố cáo thành viên trong thiền am là bị hại thì có thể trở thành những bị can, là những người đã vu khống tố cáo sai sự thật trong vấn đề này. Chắc chắn là sẽ có hai cái hiệu ứng phản nghịch lại trong cái vụ việc này các bạn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thời gian của cái thông báo truy tìm bị hại đến hôm nay cũng đã là sắp hết rồi. Có thể là còn 3-4 hôm nữa là sẽ hết hạn cái thời gian thông báo mà truy tìm bị hại mà cơ quan chức năng vừa qua. Sau khi kết thúc phiên tòa thì họ đã ra một cái thông báo truy tìm bị hại và khởi tố tiếp vụ án tiếp theo đối với những thành viên trong thiền am, kể cả 6 bị can đang thực thi hành án. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đến hôm nay, sau khi phiên tòa kết thúc và sau khi bản án quyết định khởi tố về tội lừa đảo trục lợi, thì vẫn chưa có một cái thông tin gì mới và khả quan, và chưa có một cái tín hiệu về cái diễn biến mới và những bị hại là ai. Đầu tiên, sau khi cơ quan chức năng ra thông báo truy tìm bị hại thì người đầu tiên đứng ra nhận mình là bị hại đó là anh Tony Phạm. Nhưng đến hôm nay thì tất cả những diễn biến của những thành viên, những người tiếp theo đứng ra là bị hại tự xưng thì chưa được công khai và chưa được công bố rộng rãi. Nhưng thực chất là chúng ta cũng đã thấy có thể trong cái trường hợp này có rất nhiều bị hại đứng ra để được gọi là tự xưng. Bởi vì những bị hại này là ai? Những bị hại này là chắc chắn là những người đã cố tình hãm hại thiền am trong suốt thời gian qua. Đó là phe chính nghĩa tự xưng là những người này, bởi vì họ cố tìm ra cái bằng chứng, họ cố thu thập những cái bằng chứng, kể cả là đi mua chuộc các cái bằng chứng để cung cấp, để hỗ trợ cho cơ quan chức năng, để có được cái bằng chứng để khởi tố những thành viên Thiền Am tiếp tục ở cái bản án là về tội lợi dụng trục lợi này. Cho nên những bị hại này có thể chắc chắn là những thành viên, những cá nhân, có thể là những tổ chức mà họ đã theo dõi xuyên suốt trong suốt cái hành trình vừa qua. Có thể là họ không bỏ tiền, nhưng họ có thể bị một cái tổ chức nào đó lợi dụng, xúi dục họ và cho tiền họ, gửi vào mục đích là để cố tình hạ bệ Thiền Am, chứ không phải là những đồng tiền mà họ tự tâm tự nguyện của họ. Họ cho, họ gửi, họ tàn Thiền Am. Giống như ông Tony Phạm lúc trước thì ông nói rằng đó là ông rất quý mến những trẻ em ở nơi đây, rất thương cảm cho những hoàn cảnh của những trẻ em ở nơi đây, cho nên ông tự nguyện cho đóng góp ủng hộ là số tiền nghe nói là 1.000 đô gì đó. Đấy. Nhưng sau đó thì quay lưng lại với Thiền Am thì ông đứng ra nhân danh là người bị hại đầu tiên. Đó là một cái điển hình. Nhưng thực ra trong cái vụ việc này chúng ta thấy nếu như mà vấn đề mà đưa ra nhận mình là bị hại mà để vu khống hoặc là tố cáo những thành viên trong Thiền Am này là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nếu như cái tác dụng này chưa có cái kết quả chính thức từ việc điều tra của cơ quan chức năng, khi kết quả ADN, khi cái bằng chứng chưa được cụ thể, thì chắc chắn là những nhân vật mà bị hại tự xưng này sẽ bị tác dụng ngược khi anh là người vu khống tố cáo. Có thể đó là dễ liên quan đến điều 331. Thưa quý vị, như vậy thì đến với hôm nay chúng ta thấy rằng đã có được bao nhiêu người là bị hại trong vụ việc này rồi. Mới chỉ có là mình Tony Phạm là người sướng trên cộng đồng mạng và đăng tải chia sẻ rất nhiều cái thông tin về được cho mình là người bị hại. Còn những người được cho là bị hại ẩn danh thì cơ quan chức năng đã thông báo nói rằng đã có bị hại, nhưng cơ quan chức năng muốn tìm thêm bị hại để khởi tố, đưa ra cái vụ án này. Thực sự là họ muốn rằng tìm bị hại càng nhiều thì số tiền bị để phục vụ cho cái vụ việc điều tra này càng lớn, thì những thành viên trong Thiền Am sẽ gánh tội càng nặng hơn. Có nghĩa là mục đích của họ như vậy, cho nên họ mới truy tìm thêm bị hại. Và có thể đây cũng là một cái điều mà để cho chúng ta thấy được đó là cơ quan chức năng họ muốn từ các cái fan, các cái đôi bên này đăng tải hoặc là chia sẻ, tự họ thu thập hoặc tìm những cái thông tin để liên quan đến cái việc mà bị hại này để cung cấp thêm cái nguồn tin cho cơ quan. Có thể đó cũng là một cái chiêu thức mà cơ quan chức năng họ đánh vào cái sự tò mò của cộng đồng mạng như vậy. Nhưng thực ra chúng ta thấy rằng đến hôm nay cái vụ việc mà để khởi tố vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này thì chưa có một cái diễn biến về cái dấu hiệu nào của cơ quan chức năng cả. Và cái thời hạn truy tìm bị hại thì cũng đã sắp hết rồi. Mà nếu như có bằng chứng đủ, bằng chứng thì cơ quan chức năng sẽ đưa ra khởi tố trong thời gian vào đầu năm 2023 này. Đó là cái dự kiến. Nhưng mà theo tình hình thì chúng ta có thể thấy rằng họ đã có một cái văn bản, có quyết định khởi tố vụ án này, thì chắc chắn là họ sẽ tiến hành. Họ sẽ tiến hành trong cái vụ án này. Nhưng thực ra đến hôm nay thì chúng ta thấy nói về cái tội mà để gọi là lợi dụng trục lợi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà tìm cho ra một cái bằng chứng, tìm cho ra người bị hại thì rất là khó. Bởi vậy cho nên cơ quan chức năng họ tìm thêm cái nguyên nhân để được gọi là lợi dụng để trục lợi, và ai là người đứng ra để lợi dụng trục lợi và nguyên nhân trục lợi từ đâu. Cho nên họ bằng cách là ngày 24 tháng 9 vừa qua, họ đưa ra một cái kế sách là để xét nghiệm ADN, để thu thập chứng cứ, để xác minh chính thức được những trẻ em trong đó có thực sự là mồ côi hay không, có con của ai, nguồn gốc như thế nào. để xác minh được việc họ lợi dụng trẻ mồ côi này bằng cách nào, hay là những nhà hảo tâm, những người mà cho tiền, đóng tiền, bỏ tiền ra, có thực sự là họ mất tiền oan hay có thực sự là họ là bị hại trong cái vụ việc này hay không. Cho nên cái vụ việc mà họ khởi tố, đưa ra khởi tố cái vụ án đó không hề đơn giản, chắc chắn là sẽ có một cái nguyên nhân cụ thể. Và cũng chính từ điều này mà chúng ta thấy rằng cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua, khi liên quan đến cái quyết định khởi tố này, thì gần đây chúng ta thấy rằng fan của Thiền Am, mình nói là fan Thiền Am, lại rầm bang, lại xôn xao lên cái vấn đề mà gọi là đấu tố với nhau, cạnh tranh với nhau, ganh tị với nhau về cái việc được cho là lợi dụng để trục lợi này cho cá nhân. Vừa qua thì mình thấy là hiện tại chúng ta thấy đó, trên mạng xã hội đang tranh đua, ganh tị, tố cáo, bộc lộ hết tất cả những cái vấn đề gọi là cái khúc mắc, cái tật xấu của cái fan Thiền Am ở phía sau. Ai ăn nhiều, ai ăn ít, ai được nhà Mạnh Thường Quân cho như thế nào, hỗ trợ như thế nào. Bây giờ là loại tất tần tật hết trơn ra rồi, tự giác khai hết ra rồi. Thành cho nên đây cũng là một cái cớ để cho cơ quan chức năng họ họ tận dụng cái cơ hội này, họ đã tìm thêm bị hại. Và có thể là một cái đòn đánh rất là tâm lý vào cái vấn đề này, để lấy những cái thành viên trong Thiền Am, mà đặc biệt là những trẻ mồ côi này, để làm một cái cớ để họ đánh vào cái tội mà để khởi tố tiếp cái tội lợi dụng này. Thành cho nên các bạn thấy không, vừa qua sau khi cái fan Thiền Am tự nhiên xáo xào lên, công khai tất cả các cái tài khoản rồi tiền ai hưởng lợi được bao nhiêu, đó là một cái điều rất là tệ hại. Trong khi là cơ quan chức năng đang điều tra về cái tội lợi dụng lừa đảo này, nhưng cái fan là nháo nhào đó, nháo nhào lên, bắt đầu tranh luận nhau, ganh tị nhau, rồi bươi móc ra, rồi bây giờ là lòi ra hết. Ai chuyển bao nhiêu, ai cho bao nhiêu, ai hưởng lợi được bao nhiêu. Đó là cũng là một cái điểm yếu để cho cơ quan chức năng họ vào cuộc trong cái vấn đề này. Và người mà chịu oan ức, chịu thiệt hại nhất cũng chỉ là những thành viên trong Thiền Am. Các bạn thấy không? Rất là tệ hại cho cái vụ việc này. Rồi, thực ra thì chúng ta thấy fan Thiền Am rất nhiều người họ hiểu biết, họ thấy rõ, họ có thể nhận thức được cái vấn đề này. Nhưng mà chỉ vì một cái điều gì đó, không phải là những người mà họ biết rõ điều này mà họ dạy, có thể là họ biết chắc chắn là mọi chuyện sẽ bị tiết lộ. Nhưng trong cái fan này sẽ có người lớn kẻ nhỏ, sẽ có người tiểu nhân, có người này người kia, những người đó. Thành cho nên là họ tập mạch, họ lôi ra, mà khi mà đụng độ vào chuyện á, thì sẽ có một vài ba người đứng lên xướng tên trong cái vụ việc này, rồi bắt đầu đấu tố lòi ra. Đây các bạn thấy không, đơn giản lần đầu chỉ là tranh nhau về cái việc là làm từ thiện với không từ thiện, rồi đến bây giờ lòi ra cả cái việc là Mạnh Thường Quân cho ai bao nhiêu, đóng góp vào bao nhiêu. Bây giờ có thể là Mạnh Thường Quân cũng là một người gián tiếp liên quan trong cái vụ việc này, nếu như cơ quan chức năng họ mở rộng điều tra. Nếu như họ khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì chắc chắn sẽ khởi tố bị can. Và người liên quan không chỉ là những người nhận tiền, không chỉ là những người dính líu để làm ảnh hưởng đến Thiền Am, mà kể cả khán giả, kể cả các Mạnh Thường Quân cũng bị liên lụy trong cái vấn đề này. Bởi vì họ có thể là người trung gian tiếp tay. Thành cho nên đây là một cái yếu tố rất là nhạy cảm và rất là gây một cái ảnh hưởng rất xấu và hệ lụy. Đến bây giờ các bạn thấy không, vụ việc thì chưa đâu vào đâu hết, mà fan bắt đầu nháo nhào đùng lên, bắt đầu lôi hết ra. Giờ vạch áo cho người xem lưng hết trơn rồi, xấu tốt đẹp tối rồi chia, bây giờ là lộ hết trơn rồi. Rất là bậy, rất là tầm bậy tầm bạ cái vấn đề này. Như vậy thì chúng ta đến bây giờ đang lo cho cái bản án mà đang sắp tới, mà cơ quan chức năng sẽ khởi tố những thành viên trong Thiền Am như thế nào, kể cả các bị can đang thực thi hành án, chứ không phải là những bị hại còn lại. Đấy, truy tìm bị hại là chiêu bài đó các bạn. Có thể đó là chiêu bài của cơ quan chức năng. Tại sao họ không khởi tố, họ truy tìm? Họ nói rằng đó là có bị hại rồi, nhưng họ truy tìm thêm. Thành cho nên đây là một cái điểm yếu để họ đánh vào, họ biết được cái lòng tham của những Phan Thuyền Am. Và ai, cái động cơ từ đâu? Động cơ có nghĩa là có thể những nhà hảo tâm này họ liên lụy, họ là người tốt, họ vô tình, họ lại vướng vào trong cái thị phi này. Nếu như cơ quan điều tra thì họ là người gián tiếp, họ là một cái động cơ đầu tiên để khiến cho cái lòng tham, để khiến cho những thành viên, kể cả những người trong Thuyền Am này. Đây, các bạn thấy không? Rất là tầm bậy trong cái vấn đề này. Cho nên vừa qua mình đã nói rồi, sau khi dù sao đi chơi nữa, những anh chị em, những vấn đề, chúng ta làm việc gì tốt cho đời thì làm một cách rất là kín đáo và ôn hòa, nhẹ nhàng. Nhưng mà các bạn thấy chắc chắn là họ không lường trước được một cái sự cố rất là xấu khi nói đi chứ con người cũng chưa có ai mà hoàn hảo, tốt đẹp hết, hoàn toàn tất cả. Cho nên các bạn thấy đó, họ làm được thì nhiều người không làm được, họ nhảy vào, họ công kích tấn công, rồi từ chỉ chuyện đơn giản như vậy bây giờ lòi ra hết. Ai cho bao nhiêu, kể cả 1.000, 100, 1 triệu rồi bao nhiêu bây giờ nó cũng lôi, cũng lòi, cũng phanh phui ra hết trơn rồi. Đó là một cái đề rất là tệ hại, mà cái ảnh hưởng xấu nhất là Thuyền Am. Thấy không? Bây giờ mọi việc đều đổ hết lên trên đầu của Thuyền Am rồi. Thuyền Am đã vướng vào thị phi bao nhiêu năm nay, đã gánh biết bao nhiêu là oan trái rồi. Ê, rồi đến bây giờ họ lại chịu thêm một cái thị phi rất là lớn trong cái vụ việc này. Bao nhiêu cái tội bây giờ cũng đổ lên đầu cho họ. Bởi vì sao? Họ là những người là cái mấu chốt trong cái vụ việc này, để có những cái thành phần, để có những cái vấn đề liên quan đến việc mà cho tiền, trao tiền, ủng hộ. Ê, rồi ai lợi dụng, ai lừa đảo, ai trục lợi trong cái vấn đề này. Nếu như cơ quan chức năng vào cuộc điều tra thì chắc chắn là sẽ dướng vào cả chùm luôn, chứ không phải là chỉ những người liên quan. Hay, đã nói là khởi tố về lợi dụng, lừa đảo, trục lợi thì bây giờ họ điều tra này vào nguyên nhân. Rồi bây giờ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân này, anh cho tiền mục đích gì? Mục đích của anh cho tiền vào sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho một cái tổ chức nào? Nguyên nhân, mục đích đồng tiền này xuất phát từ đâu? Nguyên nhân của nó để làm gì? Ai là người trung gian đứng ra nhận tiếp tay? Rồi đồng tiền này sẽ về đâu đến điểm cuối cùng? Đó là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Mà liên quan đến cái tội lợi dụng, lừa đảo, trục lợi thì chỉ cần 2 triệu là người ta đủ căn cứ để khởi tố các bạn ra tòa rồi. Đây, bởi vì sao? Tại sao cơ quan chức năng họ đưa ra cái thông báo là truy tìm bị hại? Đây là một cái cơ hội cho những kẻ xấu. Họ có thể bỏ tệ nhất là 2 triệu bạc, họ ta trộn vào trong đây, họ giả dạng làm mạnh thường quân, làm người tốt. Nhưng thực sự đó là một cái bẫy để đánh ngược, úp bạn vào sọt. Giống như bà Phương Hằng đấy. Bà Phương Hằng, trong khi Mai Xuân Cường chỉ xin có 500.000 đồng. Ê, bà tốt đến nỗi bà cho ra 2 triệu. 2 triệu để khởi tố Mai Xuân Cường vào cái tội là lừa đảo, trục lợi. Các bạn thấy không? Chỉ đơn giản bà Phương Hằng chúng ta có thể thấy rất rõ trước mắt đó. Đó là một cái chiêu thức của cơ quan chức năng họ đưa ra. Họ muốn đánh động vào cái tâm lý của cộng đồng mạng. Nhưng chúng ta không thấy rõ điều đó. Có thể là chúng ta thấy rõ điều đó, nhưng mà Phan Thiền Am rất là nóng vội và rất là sơ suất trong cái vấn đề này. Và đến bây giờ để lại, chưa nói gì cái vấn đề pháp lý, nhưng đó là một cái tệ hại cho cái vấn đề tai tiếng về thị phi. Bây giờ mọi cái xấu là đều đổ tội lên cho nhau hết rồi, vạch trần hết trơn sự thật. Mà kể cả các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cũng bị liên lụy bởi cái tiếng tâm, cái tệ hại. Bây giờ họ cũng chán nản, họ cũng ngại ngùng. Bây giờ họ muốn cho tiền, trao tiền một đối tượng, cho tiền một người nào đó, họ cũng rất dè dặt, họ cũng rất là cân nhắc, cẩn thận. Đồng tiền họ bỏ ra cũng có thể là trở thành tội lỗi. Đôi lúc là cái tâm của họ tốt, nhưng cái đồng tiền họ bỏ không đúng nơi, đúng chỗ thì sẽ khiến cho cái đồng tiền đó trở thành phạm pháp. Đó là cái điều chúng ta thấy rất là rõ, chứ không phải rằng mình tốt, mình cho tiền, mình bỏ tiền ra là mình để giúp đời, giúp được. Nhưng vô tình bỏ tiền ra cho tiền mình trở thành là tội phạm trong đó nữa. Đấy, cho nên cái điểm yếu của cái đồng tiền là nó rất là khó đoán, bởi tiền là bạc mà các bạn. Cái chữ tiền nó đi liền với chữ bạc, khó hiểu lắm. Đồng tiền nó có hai mặt, bao giờ cái giá trị của nó cũng có hai mặt. Một mặt đó là giá trị khác, một mặt là giá trị khác. Thành cho nên cái quy luật của cái tạo hóa là nó có hết trơn rồi, cái giá trị của nó có hết. Cho nên các bạn để ý trong cái vụ việc này, chắc chắn sau khi họ khởi tố cái vụ lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, thì người nhận lấy một cái hậu quả đáng nhất đó là những thành viên trong thiền am thôi. Nhưng mà cái nỗi họ chịu cam chịu trong suốt bao nhiêu năm qua chưa đủ, đến bây giờ thị phi rồi pháp luật luôn đè nặng họ, thì họ còn con đường nào mà thoát nữa. Mà trong khi rất nhiều các cái thế lực, các cái tổ chức muốn tạo điều kiện, muốn tìm cơ hội để vùi dập họ chứ không còn đường để gọi là lui nữa. Đây, các bạn thấy không? Liên quan mấy ngày nay thì chúng ta thấy rằng trên mạng xã hội rất là xáo xào từ cái việc mà phang với nhau thôi, chứ chưa nói gì đến cái việc mà lùm xùm giữa đấu tố đối với thiền am. Nội phang trong cái nội bộ của thiền am đã là gây một cái hệ lụy lũng củng, gây là một cái điều tiếng rất là xấu, rất là tệ hại, rất là nhục nhã rồi. Bây giờ lôi vạch trần lòi ra hết rồi. Giờ là không biết ai là tốt, không biết ai là xấu, không biết ai là như thế nào hết. Giờ là mất niềm tin hết trơn. Kể cả Mạnh Thường Quân bây giờ họ có, ví dụ như họ có muốn giúp đỡ thiền am, họ cũng rất là dè dặt, họ cũng rất là khó. Bởi vì đa số các Mạnh Thường Quân, các nhà hậu tâm là người họ không trực tiếp đem tiền để cho tàn trao. Bởi vì họ là người ở xa, thứ nhất, thứ nhì nữa là họ không muốn ra mặt, hay hoặc là bất kỳ một cái lý do nào đó họ có thể muốn nhờ gửi qua một cái trung gian, một cái gì đó. Nhưng họ đã mất lòng tin. Và từ cái điều này thì cái người thiệt hại nhất là những người cần nhận những cái đồng tiền này. Đây, từ cái đồng tiền của người tốt, họ không muốn, họ muốn giúp đỡ nhưng họ không muốn trao cho, không muốn đến được với những người cần nhận. Cho nên liên quan đến cái vụ việc này chúng ta thấy rất nhiều điều mà để thấy là để làm một cái hệ lụy, một cái tệ hại khó mà hiểu. Còn hôm nay là ngày mùng 4 rồi, có thể là còn 3-4 bữa. Mình nhớ là hình như là mùng 6, mùng 7 gì đó là sẽ hết cái thời gian để truy tìm bị hại. Chúng ta có thể theo dõi cái diễn biến tiếp theo của cơ quan chức năng, họ sẽ đối xử với thiền am tiếp trong cái bản án tiếp theo là như thế nào. Nếu như họ đủ căn cứ, đủ bằng chứng thì họ sẽ đưa ra khởi tố bị can trong vụ án này. Chắc chắn là trong một tháng qua họ cũng đã âm thầm theo dõi. An ninh mạng thì chúng ta biết rồi, họ âm thầm theo dõi, tìm rất nhiều các cái nguồn chứng cứ, dù rằng đó chỉ là một cái đơn giản sơ suất nhỏ, cũng có thể đủ là một cái chứng cứ để đưa ra quyết định cho một cái vụ án rất là nghiêm trọng đấy, chứ không phải chuyện đơn giản. Đôi lúc mình ngồi mình nói đi, chứ đôi lúc cái vô tình một cái lời nói nào đó mình không có thể kiểm soát được. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề rất là tệ hại đấy các bạn. Cho nên sau khi mà luật an ninh mạng có hiệu lực rồi, và cái điều 331 trong quy định của pháp luật cũng đã có hiệu lực rồi, thì chúng ta rất là dễ vướng vào. Thấy không? Nghĩ lại cái vụ việc đơn giản, chúng ta chỉ so sánh cái vụ bà Nguyễn Phương Hằng đó. Trong khi chỉ có 2 triệu thôi, Mai Xuân Cường xin 500. Bà tốt đến nỗi bà bỏ ra 2 triệu. Mà mục đích của bà là không phải là cố hại Mai Xuân Cường, nhưng mà Mai Xuân Cường chỉ là một cái cớ để cho bà Hằng hại Đinh Lan. Đấy, cho nên đó là một cái chiêu trò. Và hôm nay cũng là một cái bài học mà cơ quan chức năng họ đưa ra cái truy tìm bị hại này là cái chiêu thức để đánh vào cái tâm lý của cộng đồng mạng, của Phan Thiền Am và các Mạnh Thường Quân, để họ thấy được các nguồn tiền từ bao nhiêu năm nay ở đâu dồn về các cái cơ sở. Mình chưa nói đi gì thiền em mà các cái tổ chức khác, nguồn tiền này từ đâu, mục đích, làm gì, đóng góp vào làm gì. Đó, rất có nhiều lý do chứ không phải chuyện đơn giản đâu các bạn. Đâu có phải là mình bỏ tiền ra mình đóng góp mình cho là mình an bình đâu, có thể trở thành tội lỗi đó. Thành cho nên rất là nguy hại. Các bạn thấy không, liên quan đến cái vụ việc thiền am này chúng ta thấy rất là rõ cái bản chất của cuộc sống, bản chất của cái sự việc này, cái sự thật của con người này, rồi cái lòng người đến bây giờ chúng ta thấy rất là rõ. À, ai như thế nào, ra sao. Đến bây giờ tất cả qua các bạn theo dõi cái sự thật của vụ việc này, chúng ta thấy lòi ra hết, mặt trái, mặt phải, mờ tối, sáng đen rồi gì là có hết, chứng minh được tất cả hết. Nhưng nghiễm nhiên đó cũng là một cái quy luật, cũng là một cái bài học để cho chúng ta rút được kinh nghiệm, để đắn đo, để lường trước được cái sự thật của vụ việc. Chứ không phải là bất cứ cái diễn biến gì trên cái xã hội, trên cái câu chuyện, trong cái cuộc sống thường ngày của chúng ta tạo ra là nó hiển nhiên đâu. Đều có một cái mục đích, đều có một cái lý do, một cái cớ sự nào đó, chứ không phải là đơn giản. Thấy không các bạn? Và cái việc mà cơ quan chức năng họ đưa ra để lý do và cũng là một cái chiêu thức đấy. Bởi vì sao? Cơ quan chức năng họ có thể là người là tạo ra cái sự việc này, thì tất nhiên là đầu óc của họ phải cao siêu hơn chúng ta rồi. Họ sẽ nghĩ đến nhiều các cái vấn đề khác nữa, chứ không phải đơn giản như chúng ta nghĩ. À, giờ đăng tải lên ai là người bị hại thì họ xướng tên lên, họ giơ tay là tôi là người bị hại. Đó là không chỉ đơn giản là như vậy đâu. À, anh bị hại bây giờ, lý do tại sao anh bỏ tiền ra anh cho này, với mục đích gì, có thật tâm hay là sao, hay là thủ đoạn, hay là một chiêu trò. Đấy. Rồi nguồn tiền này anh đóng vào từ đâu, mục đích để làm gì, rồi nhiều người họ nhận tiền này có thực sự là như vậy không. Khi mà vướng vào pháp lý chúng ta thấy rằng rất nhiều các cái điều phiền toái, phức tạp, mà nếu như không cẩn trọng, không lường trước được cái sự thật thì có thể tệ hại xảy ra, không chỉ cá nhân mà có thể liên quan đến rất nhiều người. Đây là một cái điều rất là đây các bạn thấy. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng trên trang của Thanh Tràng cũng chia sẻ rất nhiều rồi liên quan đến cái vụ việc sau chuyến đi Hà Nội. Đơn giản như sau khi cái phiên tòa phúc thẩm kết thúc là chúng ta đã thấy lộ ra rất nhiều các cái mảng tối trong cái cuộc chơi này, lộ rất nhiều các cái chiêu thức và thủ đoạn trong cuộc chơi này. Rồi đến bây giờ sau khi chuyến đi của Thanh Tràng ra Thiền Am, đây lại lộ thêm rất nhiều các cái khoảng tối đằng sau các cái vụ việc này nữa. Đó, cái khoảng tối ở đây là mình không nói là những người đứng trong một cái trách nhiệm của tổ chức này. Ví dụ như những trách nhiệm của luật sư Thanh Tràng, của những người trong nhóm luật sư, những người đi tìm cái công lý cho Thiền Am. Đó là cái trách nhiệm, đó là một cái điều rất tốt. Họ là người đại diện cho tiếng nói của cộng đồng, đại diện cho pháp lý, cái sự công bằng, công minh, khách quan. Chứ nếu như tất cả trong vụ việc này không có những con người này thì chắc chắn là vụ việc này sẽ êm đềm, nó sẽ bị lắng xuống từ lâu rồi. Không có cái việc mà tranh cãi, tranh luận với nhau. Và cơ quan chức năng thì họ cứ đó mà họ làm, và Thiền Am thì cứ vậy mà chấp nhận, đúng không? Cái sứ mệnh của họ rõ ràng. Nhưng đến bây giờ những người họ đại diện cho pháp lý, họ đứng lên đi tìm cái sự thật, để tìm được cái khuất tất trong một cái vụ án. Bất kỳ trong một cái vụ án, một cái câu chuyện, một cái vấn đề nào trong xã hội đều có những cái điều gọi là chưa rõ được lý do, để có một cái sự nhận định, bàn cãi về khách quan. Cho nên liên quan đến vụ việc này thì sau chuyến đi Hà Nội vừa qua chúng ta thấy đến bây giờ lộ ra rất nhiều các cái sự thật khuất tất, lòi ra nhiều các cái điều mà khó hiểu. Sau khi đùng một cái chuyến đi chưa được kết thúc thì cô Điệp lại lên phản biện, quay xe rồi vạch trần 180 độ. Cái sự mà quay lưng một cách 180 độ của cô Diệp này, đó là một cái dấu hỏi rất là lớn. Và nhiều điều để chúng ta suy ngẫm, nghi vấn trong cái vụ án này, nghi vấn trong vụ việc này. Tại sao một cái góc độ mà 180 độ như thế này cô Diệp lại quay lưng một cách tráo trở mà để đối đầu, để phản biện lại đồng nghiệp của mình, fan của mình một cách như vậy? Chúng ta có thể đặt ra rất nhiều dấu hỏi. Khi làm việc với tòa án, với cơ quan, với viện kiểm sát tối cao này thì chắc chắn là cô Diệp này sẽ nhận được nhiều sự phán đoán, đánh giá về sự thật của vụ án này. Cho nên cô mới quay lưng một cách như vậy để đối đầu lại với đồng nghiệp của mình. Trong khi những người là đang cùng một chiến hướng, ngồi cùng mâm cùng bàn với nhau, kể cả là có thể là ăn chung một mâm một chiếu đó, nhưng mà khi quay lưng lại là không còn gì để nói nữa, đúng không? Từ điều này chúng ta có thể thấy rất là rõ vụ án Thiền Am đang còn rất nhiều các cái khúc mắc mà cơ quan chức năng họ nhắm vào để khởi tố cái bản án tiếp theo, và cũng là cái lý do để khiến cho những con người trong Thiền Am này không còn con đường lối thoát. Bây giờ tội lỗi sẽ vùi vào họ nữa rồi. Nếu như đủ bằng chứng để đưa ra khởi tố về cái tội này, không chỉ là những người đứng ra nhân danh mình là bị hại trong vụ án này, mà có thể các cái fan của Thiền Am đang giúp đỡ Thiền Am, đang hỗ trợ Thiền Am, có thể đó là những cái bằng chứng đích thực để cơ quan vào cuộc điều tra. Bây giờ chúng ta thấy rõ ràng mục đích. Cơ quan họ chỉ cần hỏi mục đích những thành viên trong Thiền Am. Bây giờ anh Mạnh Thường Quân Bảo Tiền, anh nhận tiền, anh làm về mục đích gì? Có phải vì Thiền Am hay không? Anh đang theo dõi về Thiền Am, anh đang bảo vệ, đang giúp sức cho Thiền Am. Thì cái nguồn tiền này từ đâu ra? Mục đích của anh, nguồn tiền này là như thế nào? Chắc chắn là chúng ta thấy một cái hệ lụy, liên lụy rất là lớn, kể cả mà kể cả những người không liên quan cũng có thể dướng vào đấy các bạn. Thấy không? Rất là tệ hại cho cái vụ việc này. Những ngày qua thì sau khi cái vụ cô Diệp quay sang đấu tố xung đột với fan đối với Thanh Tràng, đối với luật sư, kể cả fan, thì rất nhiều bạn, rất nhiều người lên chia sẻ tranh luận về cái vấn đề này và đặt ra rất nhiều nghi vấn. Thì chỉ một cái điều chúng ta nhìn nhận ở cái sự sai lầm này sẽ có rất nhiều điều gì đó khuất tất thêm. Tại sao cô Diệp lại quay lưng một cách đột ngột và quay không có một cái điểm dừng? Các bạn thấy không? Quay ngắt cần câu một cái là coi như quay lại phản pháo, là coi như là không còn cái từ nào để nói nữa. Bây giờ cô lại nhưng mà do dù cô có quay đi chăng nữa thì nếu như mà mình ví dụ thôi nha các bạn, trong cái trường hợp này, nếu như mà cơ quan chức năng họ vào cuộc, nếu như mà liên quan đến cái vụ Thiền Am này thì rất là phức tạp. Không chỉ anh quay lưng là coi như anh trút bỏ cái tội lỗi của anh đâu. Anh quay lưng là anh có thể anh thể hiện là người tốt, người công minh chính trực đâu. Không phải là như vậy đâu. Nhưng mà những người mà quay lưng họ phản pháo lại đồng nghiệp, họ quay lưng họ để thể hiện con người mình là liêm chính thực sự, thì đó không phải là thực sự liêm chính. Nhưng mà để thể hiện được cái bản chất của những người mà sống hai mặt không lập trường. Chứ còn nói về pháp luật thì anh có quay đường nào anh cũng dính. Bởi vì trước đây anh cũng đã từng là người cổ xí ủng hộ. Nếu như mình cho là ví dụ thôi nha các bạn. Nếu như bởi vì đây là cái dấu hỏi của cái vụ việc này, chúng ta thấy có rất nhiều điều nghi vấn trong cái vụ việc này. Tại sao sau chuyến đi Hà Nội là cô Diệp có một cái động thái khác thường? Từ cái động thái khác thường này để cho chúng ta thấy được có một cái điều gì đó từ việc điều tra của cơ quan chức năng. Có một cái việc gì đó mà cơ quan chức năng họ đã thấy, họ đã nắm bắt được hết động cơ, mục đích của vụ việc này, mới dẫn đến những cái tình hình, cái tình trạng như vậy chứ các bạn. Chứ nếu như mọi việc mà bình thường em xui họ ra Hà Nội họ làm cái điều đó tốt đẹp, đem lại những vấn đề mà êm đẹp cho cái vụ việc này thì rõ ràng sẽ có những cái dấu hiệu vui, những cái tín hiệu tốt, và có thể là Thiền Am sẽ được có những cái dấu hiệu mà mà sẽ đem đến cái điềm lành cho họ là đấy, có thể là như vậy. Nhưng mà chỉ một cái sự mâu thuẫn xung đột bất ngờ như thế này đặt ra chúng ta nhiều câu hỏi. Liệu cơ quan chức năng họ đang làm việc, họ đang thực hiện một cái tiến trình điều tra rộng rãi về cái vụ việc này. Nhưng khi những người này ra Hà Nội làm cái việc gì đó để đánh đồng vào cái vấn đề này thì cho chúng ta thấy là ê, một cái dấu hiệu như vậy. Chỉ đơn giản như vậy thôi là chúng ta thấy rằng càng ngày càng phức tạp. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì tất cả những cái tội lỗi, cái gánh nặng này đều đè lên vai của những thành viên, những người trong thiền am rồi. Đấy. Đến bây giờ chúng ta thấy á, dù cho những người có quay xa để bảo vệ cái chân lý, bảo vệ cái thanh thế của mình đi chẳng hạn đi chăng nữa đi, thì khi mà vướng vào 331 ở cái pháp luật này thì không thể tránh khỏi. Đó, mình so với cái vụ bà Phương Hằng trước đây đi, trước đây thì Quỳnh Như là một người bảo vệ tích cực giúp sức hỗ trợ cho bà Phương Hằng, sau đó quay lưng quay xa thì thể hiện mình là người tốt, mình là người công minh chính trực, lầm lỗi. Nhưng trước đây anh đã là vi phạm, anh đã xúc phạm rất nhiều, đã ăn rất nhiều đơn rồi thì bây giờ anh có chạy đường trời anh cũng không có thoát khỏi nắng được. Cho nên không phải là quay xa quay lưng là thể hiện mình là người vô tội đâu. Đừng có nghĩ như vậy, chấp nhận cuộc chơi, phóng lao là phải theo lao. Chứ đừng có quay lưng mà đối đầu cắn lại với đồng nghiệp, đồng đạo, đồng fan vậy là rất là dở, rất là tệ hại. Cho dù mình không theo cuộc chơi này thì cũng thể hiện mình là một người vị thế, đừng để cho thiên hạ mà họ lôi mình ra mà để họ miệt thị một cách như vậy. Mình thấy mấy ngày hôm nay là cô Diệp này bị đá gạch coi như là quá trời trời. Trước đó thì sau khi Tony Phạm xong xuôi rồi đây, rất nhiều người cái tới Duyên Mai, rồi bây giờ tới cô Diệp này nữa. Và cái động thái từ cô Diệp này thì chúng ta thấy rằng một cái điều gì đó nó bất ngờ trong cái vấn đề này, khiến cho fan bây giờ đang nháo nhào điên đầu, không biết là cái lý do trong cái vụ việc này. Cái hồi kết thì chưa có, nhưng mà tại sao bây giờ lại có nhiều cái diễn biến mà nó khó hiểu đến như vậy. Cho nên đây là một cái vấn đề rất là hệ lụy, ảnh hưởng đến rất nhiều người, không chỉ những thành viên trong thiền am mà kể cả những fan, những người mà mình nói là mạnh thường quân, là những người tốt bụng thực sự. Bởi họ tốt bụng họ mới đem cái lòng từ bi của họ, họ dâng hiến, họ giúp đời giúp đạo như vậy. Nhưng cuối cùng có thể là họ bị liên lụy, họ bị vướng vào. Nếu như mà cơ quan họ điều tra thì các bạn thấy không, họ từ người tốt, họ từ người lương thiện, có thể họ bị liên lụy trong cái vấn đề này. Đâu có phải mình bỏ tiền ra mình là mình thể hiện được cái lòng từ bi của mình là đúng đâu. Nhưng mà mình chưa biết được cái đồng tiền của mình đi đến cái điểm nào nó hợp pháp, nó vô tình. Cái đồng tiền của những nhà hảo tâm này lại tiếp tay cho tội phạm. Đây các bạn thấy không, rất là tệ hại. Trong khi cái vụ án thì đang điều tra như vậy, mà đùng lên một cái là lôi ra là mạnh thường quân, ai cho tiền bao nhiêu, cho người nào bao nhiêu, lôi hết trơn ra, thấy rất là tệ hại. Bây giờ đó là một cái vấn đề sai lầm hoàn toàn. Đây, xin chào Thuận Nguyễn. Theo chỉ thị thì có bị hại đâu mà tìm, chỉ đánh tráo khái niệm để dẫn dắt cộng đồng mạng để chạy tội thì có ai ngu gì mà đem đầu ra nhận là bị hại. Cho nên cái vấn đề này rất là khó hiểu, mà cơ quan chức năng họ biết rồi, các bạn biết rồi. Rõ ràng trong cái vụ việc này là họ là người đứng đầu, họ có thể được cho là cha đẻ của mình ra thì họ phải khôn hơn mình rồi chứ. Nếu như không nói đây là một cái chiêu thức của cơ quan chức năng thì có thể đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng đó là cái suy nghĩ của cộng đồng mạng là chỉ là một người, một cá nhân thôi, còn họ là một tổ chức, một cơ quan. Khi họ đưa ra một cái quyết định gì là phải có sự đồng lòng nhận định, nhận xét rồi đưa ra một cái phán quyết sau cùng. Còn cá nhân của chúng ta, chị nghe, chị nhìn nhận đơn giản như vậy là mỗi người một ý, mỗi người một tư tưởng, tư cách, một suy nghĩ, làm theo một cái điều hướng khác nhau. Là cuối cùng có tệ hại là để lại là một cái hệ lụy cho những người mà liên quan trong cái vấn đề này. Đây, các bạn thấy, để ý xem trong thời gian sắp tới nếu như mà họ quyết định đưa ra khởi tố bị can trong vụ án này thì có thể là liên quan rất là nhiều. Kể cả bây giờ mình ngồi mình nói đây chứ có thể là cũng vướng vào. Bởi vì 331 thì không loại trừ bất kỳ một ai. Khi tham gia mạng xã hội ít nhiều nặng nhẹ. Mà khi tham gia mạng xã hội thì phải chia sẻ, phải phân tích, phải cạnh tranh. Đây, mà trong cái cạnh tranh là phải có sự mâu thuẫn, rồi phải lòi ra những cái góc cạnh và những cái điều mà sơ hở nhất trong cái vấn đề này. Chỉ cần một câu nói, các bạn thấy không, trong vụ án này cụ ông chỉ cần sơ hở những cái câu nói đơn giản 11 ngôn từ đối với ông thượng tọa kia chỉ là những cái câu nói vô tình thôi. Đấy, rồi cô Cao Thị Cúc liên quan đến xúc phạm đến cơ quan của Long An chỉ là những cái câu nói mang tính rất là vô tình, rất là thực sự giữa đời thường chứ không cố ý gì cả, nhưng lại vướng vào đó, thành cho nên là khó đoán lắm. Và cái vấn đề này thì các bạn có thể suy đoán đến bây giờ là những cái diễn biến tiếp theo của năm 2023 này thì có thể là những điều tệ hại hơn nữa. Nếu như may mắn thì việc sự kêu gọi tích cực của các luật sư kia mà cơ quan trung ương họ làm sáng tỏ cái sự thật này thì là một cái tín hiệu tốt cho Thuyền Em. Còn không, nếu như cơ quan trung ương họ vào cuộc họ điều tra cái vụ án này là phức tạp, vụ án này là có cái nguồn gốc, có một cái sự việc mà khiến cho cơ quan điều tra nội bộ của Long An muốn làm như vậy tới nơi tới chốn thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều các cái diễn biến phức tạp tiếp theo. Theo nhiều nguồn tin, báo chí cũng như truyền thông thì chúng ta thấy rằng kể cả trung ương họ đưa ra một cái yêu sách là phải làm dứt điểm các cái vụ án liên quan đến lùm xùm từ cộng đồng mạng trong thời gian gần đây. Đặc điển hình là vụ Tịnh Thất Bồng Lai này có thể dứt điểm trong năm 2023 này. Dù sao đi chăng nữa cũng phải đưa ra xét xử khởi tố đúng hay không, có hay không những cái tội danh kia để đem lại cái sự công bằng, công minh và cái văn hóa của mạng xã hội này được an bình, được sạch sẽ, được rõ ràng đâu là sự thật, đâu là giả dối, đâu là đúng, đâu là sai. Chứ các bạn thấy không, 3-4 năm qua đến bây giờ vẫn chưa có được một cái điều gì để gọi là rõ ràng, khách quan cả. Các cái bản án mà cơ quan chức năng họ khởi tố ban đầu đến bây giờ 2-3 năm rồi cũng vẫn chưa được rõ ràng. Mà khi trung ương vào cuộc thì đây là một cái vụ án dù rằng nó không ảnh hưởng gì đến chính trị, kinh tế, không gây thiệt hại đến nền kinh tế cho đất nước, nhưng để lại một cái niềm tin, cái hệ lụy, cái thị phi cho cái mạng xã hội này rất lớn. Thành cho nên là bắt buộc là trung ương sẽ vào cuộc. Và cái vụ này thì đơn thư ra là ngoài trung ương là rất là nhiều rồi. Thời gian vừa qua thì kể cả những người trong nhóm luật sư rồi kể cả cá nhân cũng có rất nhiều đơn. Thì đây là một cái sự đánh động rất lớn cho cái vụ án này. Cũng mong là kết thúc, nếu như mà có những cái diễn biến tốt đẹp thì cũng hy vọng là đem lại cái điềm lành cho những thành viên trong Thiền Am để họ tiếp tục họ sống, họ hành thiện, hành đạo để họ phục hồi cái đạo pháp mà con đường họ đã tâm nguyện theo. Họ duy trì, dù rằng cái tuổi đời cụ Văn thì chúng ta thấy rằng đó là cụ không có thể là tiếp những cái quãng đường còn lại, nhưng những thành viên mà những thế hệ mà cụ Văn đã duy trì, đã đào tạo ra thì chắc chắn là họ sẽ nuôi dưỡng cái văn hóa về cái đạo pháp này, về cái nếp sống, về cái giáo dục, về đạo lý, về đạo đức của con người. Hiện tại thì chúng ta thấy rằng riêng về các cá nhân sinh sống trong thiền am, lớn lên và ra đời thành danh trong xã hội, nếu như trải qua tu học, tu luyện tại thiền am thì họ có một cái đức tính rất là tốt, một con người rất là có ích cho xã hội. Họ sống bằng cái tâm, bằng cái ý chí của họ để vượt qua. Cho nên cũng mong rằng tất cả những cái điều gì tốt đẹp đến với thiền am, cũng mong rằng cái vụ án này sớm để kết thúc và cái thị phi này sẽ được dìm xuống. Xin chào Thùng Nguyễn. Lúc trước đài báo rồi, YouTube túc nó xử 3 tội lận lưng rồi, lừa đảo rồi, tội này tội nọ. Cuối cùng thì xử 331, nghe mà bất xúc. Đây, 331 các bạn thấy không? Chỉ là một cái cớ cho cái vụ án này họ đưa ra họ khởi tố. Bởi vì trong 3-4 năm họ bỏ công sức ra điều tra, thu thập chứng cứ. Mà 331 các bạn thấy đó là một cái cớ, đó là một cái khẽ hở để cơ quan chức năng họ khởi tố thôi. Chứ không phải là họ cố tình họ khởi tố cái điều 331 này đâu. Một cái cớ và cũng là một cái khe hở đơn giản. Cũng chính như bây giờ cái đơn mà cái quyết định truy tìm bị hại này, đó cũng là một cái kẽ hở nếu như mà dướng vào cái vấn đề này. Đó là một cái chiêu bài đấy. Cái kế sách của điều tra của cơ quan chức năng là bao giờ họ cũng có rất nhiều các cái kế sách của họ. Còn cái tội 331 này đó là một cái ngòi mục đích để cơ quan chức năng họ khởi tố thôi. Nhưng cuối cùng thì khởi tố ở điều 331, nhưng các cái cáo buộc, các cái vấn đề liên quan rất là khó hiểu. Những cái câu nói rất là đời thực, đời thường nhưng mà bị vướng vào pháp lý là các bạn biết rồi. Mà khi một cái bản án không hề đơn giản, một cái bản án ở điều 331 mà rất là căng đối với những người trong thiền am. Thành cho nên trong khi cái vụ việc đang điều tra rất là nhạy cảm này mà Phan Thiền Am làm nhiều cái điều mình cảm thấy nó rất là bất tiện, bất lợi. Mà cái hậu quả thì vướng vào là Thiền Am thôi chứ ai nữa. Rồi xin chào DBGG, cái tên gì chữ chị cái không các bạn? Vì đâu nay là người ăn nói tục tiểu, thiếu văn hóa, không cần quan tâm. Đây, mấy ngày hôm qua thì các bạn thấy đó, mình không theo dõi những cái kênh mà chửi tục, chửi tiểu rồi tranh luận với nhau trên mạng xã hội. Rồi mình cũng nghe nói chia sẻ vậy thôi. Là mình thấy rằng là khi mà quay lưng đấu tố rồi thì không còn coi là tôn trọng bạn bè, đồng nghiệp gì cả. Dùng những cái ngôn từ rất là bậy bạ, nói. Như vậy thì cái bản chất của cái con người các bạn thấy không? Nó cũng giống như đồng tiền vậy đó. Mặt trái mặt phải, cũng giống như bàn tay. Bởi vậy họ nói con người họ cái trở mặt như trở bàn tay đó. Bởi lòng người rất là khó đoán, khó hiểu được. Ai cũng vậy thôi. Nhưng mà cái nhận thức, cái bồng bột, cái nóng vội của họ ở một cái góc độ thiếu kiềm chế. Bởi chính từ cái điều này, thiếu kiềm chế, thiếu suy nghĩ, để lại một cái hậu quả rất là khó lường được. Nhưng cái quy luật trên tạo hóa, bởi họ mới đặt ra những cái từ là khi anh lỡ rồi thì anh xin lỗi, anh lỡ rồi thì anh rút kinh nghiệm. Nhưng mà họ nói rằng đó là lỡ đi, lỡ bước thì dễ, chứ lỡ miệng, lỡ mồm là khó lắm. Để lại một cái điều tiếng, họ đủ đánh, dù rằng anh có ăn năn xin lỗi nhưng họ đủ đánh giá của người anh là ở một cái góc độ thiếu chuẩn mực, không có lập trường, không có chín chắn, không có vững vàng. Đó, những người các bạn thấy họ lỡ nói rồi thì họ xin lỗi bình thường, nhưng mà cái lỗi đó nó không có thể hàn gắn được. Bây giờ ví dụ như hai người bạn bè thân thiết với nhau đi, nhưng mà vì một cái điều gì đó mà xung đột lỡ nhau, bắt đầu đấu tố rồi căng thẳng. Nhưng khi xin lỗi thì là cái điều đó nó cũng không có tốt đẹp. Cũng giống như một cái viên gạch hay hoặc một cái gương mà nó bể rồi thì làm sao mà gắn liền lại được các bạn. Rõ ràng nó sẽ có một cái vết thẹo. Thì đó là một cái điều mà chúng ta để đánh giá được con người, cái sự cân nhắc cẩn trọng khi cái lời nói phát ngôn. Thành cho nên liên quan đến vụ việc này, các bạn thấy một lời nói rất là đơn giản, rất là đời thực của những người trong thiền am đã vướng vào 331. Thì có thể cái vụ án đang khởi tố này, đó là một cái rất là đơn giản mà cũng có thể dướng vào những người là bị hại hoặc là không bị hại cũng có thể vướng vào, kể cả các nhà hảo tâm cũng có thể là liên lụy đấy. Và vừa qua thì các bạn thấy sự xung đột trên cấp phang là rất là gây cái sự bất hòa. Từ cái sự bất hòa này khiến cho cơ quan chức năng họ nhìn nhận được cái sự thật của vụ việc này. Xin chào Hiền Đặng, xin chào Thu Đoàn, xin chào chương 12. Xin chào Lộc Lê, thấy thương cho gia đình thiền am quá. Xin chào Ngô Thị Trung, xin chào Yến Triều. Truy tìm bị hại là chiêu bài. Xin chào Thu Đoàn, cô Lan Hai Lúa tốt không như họ nói đâu. Xin chào anh Lập Nguyễn, xin chào Phạm Thị Lệ. Rồi, thưa quý vị và các bạn, đó là thông tin ngắn ngủi mình muốn chia sẻ và giao lưu cùng với quý vị và các bạn những vấn đề. Xin chào chị Hoa Nguyễn Ba. Chị mới vào. Cảm ơn chị Hoa rất nhiều. Đến đây thì mình xin kết thúc cái thông tin này. Xin gửi lời cảm ơn chân tình rất nhiều đến quý vị và các bạn. Xin gửi lời chúc sức khỏe đầu năm mới của Tết Tây nha các bạn. Đối với người Việt chúng ta ở trong nước thì không còn bao nhiêu ngày nữa thì chúng ta sẽ đón một cái Tết Nguyên Đán. Đó là cái Tết truyền thống. Còn cái Tết Tây thì chỉ là cái âm hưởng thôi. Mình cũng theo thời như vậy. Chúc quý vị và các bạn có một mùa xuân thật là an bình, yên vui bên gia đình và người thân. Đến đây thì mình xin cảm ơn rất là nhiều. Mình xin xuống like và xin chào thân ái.